Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế giảm giá dịch vụ hàng không do nhà nước quản lý, bao gồm giá dịch vụ điều hành bay đi bay đến hay là cất hạ cánh. Đây là đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam để hỗ trợ tạo điều kiện cho các hãng hàng không duy trì hoạt động khai thác, vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19. Ngoài ra, Cục Hàng không cũng khuyến khích các hãng hàng không và nhà cung cấp dịch vụ hàng không như Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam chủ động thảo luận hiệp thương để điều chỉnh các mức giá dịch vụ cũng như giãn tiến độ thanh toán giá dịch vụ phù hợp.